Chị muốn quay lại một tí về cái trải nghiệm của em khi em bàn về niềm tin với cuộc đời. Cái cú số 130 triệu đầu đời là một cú số lớn, rất là lớn. Nhưng có bao giờ em nghĩ rằng đó là câu chuyện nhân quả không? Dạ có, tại vì ví dụ mình lấy của này một ít nhưng mà phải trả lại nó rất là nhiều. Và cái thứ hai là cái việc mà em có cảm giác như là bây giờ em không tin ai được hết, bởi vì em bị lừa. Thực ra chị muốn nói rằng là có một người nữa, họ đã là một cái tác động rất là lớn cho cái câu chuyện mà em bị mất niềm tin vào cuộc đời. Không phải của cái anh ôm 130 triệu trốn đi đâu, mà cái người đó chính là em. Tại vì từ trong bên trong của em, cái mầm móng của mình á, là mình đã có những cái suy nghĩ. Ví dụ cái ngày mà em nghĩ về cái việc là em mượn nợ mấy cái app, thì em đã tính luôn tới cái con đường mình mượn mà mình sẽ không trả. Khi mà điều này nó trở thành cái suy nghĩ ổn định của em á, nó làm cho em hình dung ra một cái câu chuyện rộng lớn hơn là gì? Là người khác họ cũng như vậy, không có ai đáng tin hết. Tại sao em lại nuôi dưỡng một cái suy nghĩ là không ai đáng tin hết? Bởi vì chính em là cái người luôn luôn có những cái sự bất tín trong những mối quan hệ như vậy. Cho nên chính mình với cái suy nghĩ ổn định của mình, nó đã tạo ra một cái sự hoài nghi mình dành cho cuộc đời. Chứ không phải là vì em bị lừa mà em mới bắt đầu cẩn trọng hoặc là em không tin ai nữa đâu. Mà bởi vì chính cái suy nghĩ của em, nó đồng thời tạo ra một cái gọi là một cái người khác ở bên trong em nữa. Tạo ra bên trong em một cái quan điểm nữa, là cái việc là cuộc đời này không đáng tin. Bởi vì như mình nè, mình cũng tính dữ lắm, mình cũng tính với người này, với người kia. Thậm chí là những cái tin nhắn mà em gửi cho bạn em, ê có 100 không cho mượn, có 300 không cho mượn, thì cái lúc đó là em mượn thôi. Nhưng mà cái ngày mà em trả nợ cho nó là ngày nào thì chính em cũng không chắc được. Đúng không? Dạ đúng. Vậy thì mình chỉ có thể khôi phục niềm tin bằng chữ tín của mình thôi. Thực ra khi mình là một cái người có chữ tín, bỗng dưng bạn sẽ tin vào người khác. Còn khi mình là người không có chữ tín rồi thì thực ra mình sẽ phóng chiếu, mình sẽ áp đặt cái tôi đó của mình lên trên mọi mối quan hệ luôn. Bởi vì chúng ta thường nhìn người khác bằng cái trải nghiệm của mình mà. Vậy thì tương lai em đang có cái kế hoạch gì cho mình? Tương lai em tính đi học cao đẳng, để học cái ngành mà bố mẹ em đang cần tới. Em có cần không? Dạ có, em cũng cần nó để phụ cho nhà em, với lại tự kiếm tiền lo cho bản thân em được. Cái điều gì ở bản thân em hiện nay mà em rất là muốn thay đổi? Tính tình với lại cách suy nghĩ của em. Dạ tính em trẻ con với lại lôi nhoi, là em muốn thay đổi một phần nào đó. Với lại cái suy nghĩ của em dạo này nó không được tích cực, nó cứ toàn là tiêu cực. Tối đến thì em không bao giờ mà em ngủ được hết. Các cái suy nghĩ tiêu cực nó cứ dồn vào trong đầu em. Em đã nghĩ những cái gì? Tại sao tới 19 tuổi mà vẫn mất hết phương hướng, chưa có được cái gì hết. Bạn bè thì cứ có định hướng, có tương lai, đi học đầy đủ, hoặc là chọn được cái nghề mà nó mong muốn. Đúng. Còn mình thì không. Cũng chưa hẳn là nó chọn được cái nghề nó mong muốn đâu Đăng. Nhưng mà chỉ đơn giản là nó đã chọn thì nó đi. Còn mình khi mình chọn xong mình hoài nghi. Mà thay vì hoài nghi mình đi làm rõ ra thì em lại chọn cái cách là em bỏ cuộc. Em bỏ cuộc, em lại bước vào những cái cuộc mới. Mà những cuộc mới đó cũng lại là những cái cuộc mà mình không rõ ràng. Chị có thể hiểu được cái sự tiêu cực của em. Đó là cái việc mà mình so mình với bạn bè đồng trang lứa. Mình so mình trong cái quan hệ gia đình. Chị vẫn tin rằng hiện giờ bố mẹ vẫn còn rất nhiều hoài nghi về em. Tiếng nói của em trong gia đình có thể không có giá trị, đúng không? Thậm chí là mình cũng bị la nữa đó. Có thể là bị la suốt ngày. Có, nhưng mà kiểu em ngủ dậy thì đi ra ngoài được tầm ăn tô cơm xong em lại rút vô phòng. Cái điều kế tiếp tạo ra cái điều đó là cũng chính từ cái em vừa mới thấy. Đó là cái nhịp sống của mình. Em bị lệch nhịp sống. Con người sống về đêm, sáng thì ngủ, vì buổi tối em không thể nào mà ngủ được. Với lại em cũng dừng uống thuốc một thời gian rồi. Thuốc đó ở đâu ra mà em uống? Ai dẫn em đi điều trị? Không ai dẫn, tự em đi. Vậy thì thuốc đó ai cho? Của một người bạn em lấy về cho. Vì sao bạn đó biết em bị cái gì mà lấy thuốc? Dạ, đó là thuốc an thần. Vậy thì tại sao lại tự ý uống thuốc an thần? Kiểu như em bị mất ngủ mà em có thể thức hai đêm liền luôn. Không bao giờ mà em nhắm mắt lại ngủ. Mặc dù ban ngày em rất mệt luôn, nhưng mà em vẫn không ngủ được. Em lén bố mẹ em uống thuốc luôn. Nói chung là tất cả mọi hành động tiêu cực là em đều làm hết luôn. Bởi vì đơn giản là em đã không có tiêu tốn năng lượng đủ để cho não bộ của mình nó có khả năng ức chế vào ban đêm để em có thể ngủ được một cách bình thường. Cái nhịp sống của em hiện giờ nó không ổn. Và nó không ổn cả trong cái việc đó là bố mẹ quan sát cái nhịp sống đó, bố mẹ cũng không có niềm tin với em. Và với cái nhịp sống đó thì nó cũng không thể làm cho em thay đổi cái điều gì hết. Cho nên một lần nữa chị muốn hỏi là một cách rất nghiêm túc là em có muốn thật sự thay đổi không? Em đang trong quá trình thay đổi. Em đã làm gì để thay đổi? Em cố gắng, em hòa nhập lại với tất cả các bạn. Bạn ở đâu được mà hòa nhập? Trong khi mình thì đang ở nhà, tụi nó đi học hết rồi. Bạn cấp 3, với lại có một người bạn mà hồi đầu em kể với chị là em có kể câu chuyện này với một người bạn đó. Thì bạn đó năm nay sinh năm 2007. Thì em với bạn đó chơi thân nên là em kể câu chuyện bên đó. Và bạn đó giúp em kiểu như thoát khỏi cái tiêu cực đó. Bạn đó động viên em đồ này kia rồi rủ em đi chơi, rồi tập em những cái thứ tích cực nhất có thể. Tại vì thực ra cái kiểu hỗ trợ đó nó vẫn chỉ đang là cái kiểu vuốt ve cảm xúc thôi. Nó chỉ là một phần thôi. Còn muốn hay không chỉ do bản thân mình tạo ra. Em có muốn thì em cũng phải có hành động. Cái điều lớn nhất của em hiện giờ là em không hề có một hành động nào để tìm lại chính mình hết á. Em thật sự muốn thay đổi không? Em cũng rất muốn thay đổi, nhưng mà bản thân em thì em cảm nhận được luôn là em đang cố gắng nhưng mà nó sai cách thôi. Cách nó là gì mà mình nghĩ là nó sai? Khi mà em bị tiêu cực một cái vấn đề gì đó, em sẽ đi hút thuốc để giải tỏa nó. Cái ý niệm về câu chuyện là em muốn thay đổi, em muốn đời của em nó tích cực hơn, em muốn em có một cái tương lai, em muốn em tạo dựng cái cơ đồ của mình, vân vân. Thì đây là những chỉ định mà em phải làm. Thứ nhất, ngừng ngay thuốc an thần. Bởi vì thứ nhất các bạn đang uống thuốc không dựa trên chỉ định của bác sĩ. Và thuốc an thần về bản chất nó là thuốc ức chế hệ thần kinh. Và điều này nó không có giá trị gì trong cái câu chuyện mà em chữa trị hết á. Bởi vì vốn cái việc em chữa trị hiện nay nó phải nằm trên sự thay đổi hành vi, chứ nó không phải là cái chuyện nạp một cái loại dược lý ở bên ngoài vào trong cơ thể của mình. Những cái dược tính đó nó chỉ hỗ trợ để tác động đến cái cơ thể của mình thôi. Và nó chỉ làm gia tăng sự mỏi mệt thôi, chứ nó không có tác dụng tích cực một cách thực sự. Em phải xác định rất rõ luôn cái ngành em sẽ học lại, và cái trường em sẽ học lại, và cái ngày mà em sẽ đi học lại. Và bắt tay vô cái chuyện chuẩn bị hồ sơ, nộp hồ sơ và đi học. Chứ nó không có ngồi đó mơ em sẽ học cái ngành đó. Dạ, năm sau là em bắt đầu em đi học lại. Và em cũng đã làm xong hồ sơ. Rồi, vậy thì từ đây cho tới đó, và tới cả sau này nữa, một ngày 24 giờ của mình đã có kế hoạch để mình làm cái gì trong một ngày 24 giờ. Nếu em không có kế hoạch, em sẽ để cuộc đời em nó trôi như vậy đó. Mà khi em để cuộc đời em nó trôi như vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra? Đó là mọi tiếng nói của em trong gia đình không còn giá trị nữa. Bởi vì ba mẹ đang thấy em là một người không chủ động. Và cái đứa bạn mà sinh năm 2007 hay là bất cứ đứa bạn nào đó lúc này, nó chỉ chuyển em từ cái niềm vui này qua cái niềm vui khác thôi. Cái niềm vui của em thay vì nằm trên giường, nằm hoài nó cũng chán, vậy thôi bây giờ chuyển em qua một niềm vui mới, đó là ngồi quán cà phê, ngồi quán net, hút thuốc. Tất cả những điều đó nó vẫn đang là hưởng thụ, nó cũng chưa có gì thay đổi. Vậy thì việc của em bây giờ là phải trả lời được một ngày 24 giờ. Mấy giờ đến mấy giờ mình thức dậy, mấy giờ đến mấy giờ mình coi xưởng cho ba mẹ, mấy giờ đến mấy giờ mình có một cái hoạt động thể chất, rồi mấy giờ đến mấy giờ mình có muốn đọc hoặc là học thêm một cái gì đó mới từ internet hay không, khi mà bây giờ mình chưa có quay trở lại trường học. Em có nghĩ tới là em cũng đang hoạt động thể chất cho em ở môi trường của em nhiều. Em đi tập võ. Bố mẹ em có cái tính rất là lạ luôn. Con ngủ để ngủ nào dậy thôi, chứ không bao giờ mà kêu dậy sớm. Kiểu em dậy thì ăn cơm xong thì em sẽ tắm rửa rồi em đi rửa chén hoặc là giặt đồ, phơi đồ, phụ một cái gì đó. Xong rồi thì mẹ có kêu lên thì xếp đồ hoặc là may cái gì đó cho mẹ thì em vẫn làm. Mà em làm được tới khoảng 5 giờ thôi là có thợ vào, thì em sẽ bỏ việc đó đó và em đi tập võ để cải thiện lại hơn. Thế thì khi mà mình chạy một cái lịch trình như vậy nó có dễ chịu với mình không? Dạ, em cảm thấy lúc đó bản thân của em nó thoải mái hơn được một tí. Đó, chính cái trải nghiệm đó cũng làm cho mình chứng thực được là nếu một ngày trôi qua mà mình có những cái hạng mục công việc cụ thể, mình cứ theo cái hạng mục đó mình làm thì nó tốt hơn cho đời sống tâm lý của mình, đúng không? Thì chị hy vọng là em sẽ có một cái sự quyết liệt hơn trong cái chuyện này. Tại vì cái điều quan trọng nữa không phải là ở sức khỏe em không đâu, mà nó còn là cái niềm tin mà ba mẹ dành cho em. Mình đã lỡ xài cái niềm tin của họ, nó lố rồi. thì bây giờ mình phải trả lại và mình làm cho ba mẹ tin cậy để sau này em còn được quyết định. Sau này em còn được quyết định nghề nghiệp, về tương lai, về cuộc đời, về tình cảm của mình. Hình dung được ý của chị không? Dạ có. Nên là chị hy vọng là sau cái cuộc nói chuyện ngày hôm nay, mình cố gắng hiểu đúng về cái việc sử dụng thuốc an thần. Hãy tập trung vào những cái hoạt động thực tế, những cái hoạt động mà mình biết một cách cụ thể và mình làm nó. Và nếu có thể hãy cắt nợ đi, một lần một, để mình giải quyết cho nó rạch ròi, nó minh bạch. Để sau này mình không phải là một người mà khi bạn bè nhắc tới, nó lại có rất là nhiều sự e dè dành cho mình là cứ nói tới rằng là nó sẽ mượn nợ. Nó rất là bất lợi cho em. Khi em quyết định xuất hiện ở đây, ngoài cái việc mà em kể cái câu chuyện đó, thì thực ra từ cái câu chuyện đó, cái mong muốn của em là cái gì? Dạ, em muốn một phần nào đó bản thân mình có thể thay đổi. Với lại em cũng muốn gửi lời xin lỗi đến bố mẹ em. Con xin lỗi bố mẹ vì luôn gây ra những cái gắt gối cho bố mẹ và chưa làm được cái gì để giúp cho nhà mình. Con chỉ muốn nói lời xin lỗi với bố mẹ rất nhiều. Con muốn đi học tiếp, nhưng mà theo cái ngành mà bố mẹ muốn, cho đến khi mà có thể làm được việc cho nhà mình. Và ăn cơm thì bố đừng chửi nhau nữa. Tại ăn cơm thì bố em kiểu bình thường không gặp mặt em được thì sẽ không chửi được. Mà mỗi lần mà vào bữa cơm thì em mà sai gì đó thì bố sẽ nhân tiện bữa cơm đó gặp mặt được em già là em. Hãy là một bữa cơm gia đình đúng nghĩa để mình còn muốn về nhà ăn cơm ha. 130 triệu với một bạn trẻ vừa mới vào đời, tính ra bạn đó góp khoảng cỡ gần 50 thôi. Nhưng 18 tuổi, một cái món tiền đó không hề nhỏ. Và nó cũng được gom từ rất là nhiều nguồn. Nó thực sự là câu chuyện quá sức. Nếu như nhìn bằng góc nhìn của doanh nhân ngàn tỷ, chúng ta sẽ cảm thấy ôi đây là một cái câu chuyện nó giống như là lá me, lá mít thôi chứ có gì đâu. Nhưng thực sự đó là một cái trải nghiệm, một cái cú sốc rất lớn. Và đi theo đó là cả một cái sự hoài nghi cũng như là sự khủng hoảng mà các bạn ấy phải chịu đựng. Và cũng rất là cảm ơn em vì đã can đảm gửi một vài lời đến phụ huynh của mình. Câu chuyện của em ngày hôm nay cũng sẽ làm cho ba mẹ biết rằng là em đang có những cái trăn trở gì và họ có thể là cái người hỗ trợ em tốt hơn. Có lời gì nhắn nhủ với những bạn trẻ 18 tuổi khởi nghiệp không? Nếu mà các bạn còn đang trong cái quá trình học thì cố gắng học. Khi mà bạn muốn kinh doanh hoặc là muốn làm một việc gì đó thì phải chắc chắn được là người đó có đáng tin cậy hay không. Đi học cũng là một dạng khởi nghiệp. Khởi nghiệp kinh doanh ở bên ngoài cũng là khởi nghiệp. Nhưng mà khi chúng ta khởi nghiệp bằng việc học, cái giá trị nó sẽ khá là an toàn, bởi vì các bạn sẽ được chứng thực bằng một cái bằng cấp. Nhưng mà khi khởi nghiệp ở bên ngoài thì đôi khi người ta lật kèo lúc nào mình không có biết. Cho nên thôi thì đầu đời mình chọn cái cách khởi nghiệp nào nó an toàn mà đi được lâu dài. Còn muốn chơi lớn á, thì phải bằng thực lực, chứ cũng đừng có gom tiền ở các nơi rồi trong đó có app tín dụng đen đồ nữa rồi trở tay không có kịp. Chị tin là nó nặng nề lúc em đã trải qua. Nhưng mà bây giờ thì mình cũng đã bắt đầu cố gắng tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm rồi ha. Và chị cũng hy vọng là cái tinh thần thẳng thắn của em cũng là cái tinh thần mà được các bạn đón nhận, các bạn trẻ đón nhận để hiểu rằng là sai thì mình sửa. Và thực sự muốn sửa, và chị cũng mong muốn rằng là cái chuyện thực sự muốn sửa là cái chuyện mà em sẽ quyết tâm theo đuổi đến cùng. Và rất là hy vọng một ngày nào đó sẽ gặp lại em với một cái tâm trạng khác hơn, thần thái khác hơn, sự tự tin lớn hơn. Và mình biết được rằng là đời của mình dành cho cái gì mà mình theo đuổi nó một cách hết sức là tích cực. Cảm ơn Hải Đăng. Và cảm ơn quý vị khán giả đã luôn đồng hành cùng với Ai Cũng Có Chuyện. Và như chúng tôi đã nói, ai cũng có chuyện. Chuyện lớn hay chuyện bé thì tùy vào bản thân mỗi người. Người đó là ai thì mới ra được cái sức nặng của câu chuyện. Nhưng hãy yên tâm, mọi câu chuyện của quý vị sẽ luôn được chúng tôi lắng nghe vào mỗi tuần. Còn bây giờ thì thời lượng dành cho tuần này cũng đã hết rồi. Ai Cũng Có Chuyện đành phải tạm biệt quý vị khán giả. Rồi em cứ tự chủ động giới thiệu. Vâng, em chào anh chị ạ. Em tên là Nhung, em sinh năm 1996. Hiện tại thì em đang ở Hà Nội và sắp tới thì em sẽ vào Sài Gòn. Sorry chị một chút, tại vì hôm nay em không make up được, vì mặt em đang chích mình đấy, nên là mấy hôm nay là đang không make up được ạ. Còn mấy hôm nữa em vào Sài Gòn thì lúc đấy mặt em đã ổn định hơn rồi thì có thể là thoải mái hơn. Sắp tới em vào Sài Gòn là chuyển công tác luôn hay sao? Vâng, em chuyển công tác luôn ạ, tại vì là em thích vào Sài Gòn lâu lắm rồi. Rồi Nhung đang làm gì? Em đang làm về live stream ạ. Thỉnh thoảng thì em cũng có làm những cái job MC cho những cái sự kiện nó cũng bé bé thôi. Live stream MC, em live stream trên nền tảng nào? Em live stream trên nick TikTok của doanh nghiệp thôi ạ. Cũng cho mình hiểu rồi. Em có tham gia phim ảnh hay là ít ngắn không? Mà em cũng quen nhỉ? Em có, tại vì là doanh nghiệp của em thì cũng làm kênh TikTok ấy, thì cũng thỉnh thoảng em cũng có quay những các anh chị đấy luôn ạ. Nhưng mà diễn viên thì không phải là em chuyên thì cả, chỉ là tiện em làm cùng thì em quay cùng mọi người cho vui thôi. Em là một cô gái như thế nào, em có điểm mạnh điểm yếu gì? Điểm mạnh của em thì em nghĩ chắc là kiểu em thẳng thắn trong cả công việc cả cuộc sống. Còn điểm yếu thì chắc là vì thẳng thắn nên là nhiều khi cũng hơi cảm xúc quá, hơi kiểu vì cảm xúc over quá nên là có thể là sẽ có nhiều người thích và nhiều người ghét. Rồi. Từ trước giờ em có mấy mối tình rồi? Em có một thôi ạ. Một mối tình duy nhất. Sao đến đoạn này nghe hơi buồn nhé. Rồi. Em kể chi tiết về cái mối tình đó của em đi. Thì đấy là em, nói chung là em quen anh đấy ở một cái bar ở trên phố cổ Hà Nội ấy. Xong rồi quen một thời gian thì cũng là mối tình đầu tiên luôn và cũng là mối tình duy nhất luôn. Năm đấy là em mới 21 tuổi. Thì quen 2 tháng thì là mới yêu. Xong rồi là yêu một thời gian thì không có nhiều vấn đề nên là cũng không đến với nhau nữa. Em đấy thì lấy vợ rồi. Rồi. Bây giờ là nhưng mà tại sao mà mình thế mẹ em quen được bao nhiêu thời gian, khoảng bao lâu? Em quen trong vòng hơn 1 năm. Nói chung là khi mà mình nhìn nhận lại thì không phải là người ta cũng không có lỗi gì, mình đã qua lắm. Rồi điểm đấy kiểu mình có nhiều cái mình hơi stress áp lực, xong rồi mình chưa tìm cách cân bằng lại được. Nên là sau cái lần đấy em yêu ai nữa, với cả em cũng tâm là khi nào mà cái sự nghiệp của mình nó ok một chút mình mới giống như yêu nghiêm túc lại. Rồi, có nghĩa là tập trung vào công việc. Vâng. Rồi, thế em cần chương trình tìm cho mình một người như thế nào? Em chỉ cần một người kiểu hiền với cả trưởng thành thôi. Còn bởi vì là tính em thì nó cũng không hiền lắm đâu. Nên là nếu như mà em lại gặp người không hiền lắm nữa thì vẫn không phù hợp. Nên là em cần một người hiền. Cần một người hiền lành. Vâng. Công việc của em thì em nghĩ với em thì công việc như nào là thực ra là em không tính cái sự ổn định đấy dựa vào cái mức thu nhập, mà em chỉ tính vào cái ý là anh ấy vẫn chăm chỉ đi làm hàng ngày và anh ấy có sự cố gắng với cả cầu tiến vậy thôi ạ, không quá quan trọng là thu nhập phải bao nhiêu hay như nào đó. Anh ấy đang ở đâu thì ok, ở đâu cũng được ạ, quan trọng là anh ấy hợp em. Hợp em, đây đấy, quan trọng là anh ấy hợp em ấy, thì anh nào, anh như thế nào thì mới hợp em. Nói chung là hồi xưa em yêu thì anh ấy cũng ở Sài Gòn mà, nên là kiểu, em cũng từ Hà Nội yêu người Sài Gòn thì nó cũng kiểu một dòng Việt Nam đấy, nên là bây giờ có xa hơn một tí thì em nghĩ là em cũng ok đó. Bây giờ hỏi thêm về phần ngoại hình đi, miêu tả về ngoại hình chi tiết xíu. Em muốn người như thế nào? Thực ra thì hồi xưa là thật là hồi em thích trai đẹp, nhưng mà bây giờ mình cần một cái người gọi là an toàn cho mình, nên là em chỉ cần ngoại hình nó bình thường là được. Em cũng không, bây giờ không phải quan trọng ngoại hình nữa. Chiều cao mét mấy thì là ok, mắt mấy cũng được, nên mấy cũng được chắc không? Vâng, em rất là dễ tính luôn. Rồi, nên mấy cũng được. Em không thích con trai như thế nào? Em thì không thích con trai kiểu hơi sơ si quá, hơi đánh đá quá, hơi đánh đá quá. Sân si đánh đá. Nhất rồi. Không còn điều gì không thích về con trai đâu. Thế thôi, chỉ cần là đàn ông là được. Không thích sân si đánh đá, chỉ cần đàn ông. Rồi. Chứ là với cái tình trạng ấy khá lâu của em thì bây giờ cái tiêu chuẩn của em nó cũng đơn giản như vậy thôi ạ. Rồi, ok. Em có hát hò, em làm livestream chắc em hát được đúng không? Thực ra là cái kênh livestream của em là livestream bán hàng, không phải livestream của idol. Tuy nhiên thì hát thì em cũng biết qua một chút. Với cả hồi xưa đi học thì em cũng thích làm MV mà, nên là cũng tự bỏ tiền ra cũng quay một số MV đó, cũng có được giải luôn. Nhưng mà chắc là đấy thôi. Rồi, ok, vậy thì em hát thử một đoạn luôn đi, để mình kết thúc cái phần cast này nha. Vô này được chưa? bởi anh đã khiến trái tim của người em yêu thương rất buồn. Có tim anh để nói cho anh lắng nghe lòng em. Wow, những một khi nước mắt đã rơi theo niềm tin yêu đã chẳng còn. Okay. Em cảm ơn anh chị hôm nay đã dành thời gian cho em nhé, cảm ơn mọi người nhé. Ừ, ok, cảm ơn Dung nhiều nhé. Có gì em đợi thông tin từ chương trình ha. Có thể là nếu mà có người phù hợp thì chương trình sẽ báo vào để ghi hình luôn ha. Tháng 11 hả chị? Tháng 1. Dạ, hello. Chào chị nhé. Bây giờ thì chị nói to rõ ràng giới thiệu về những cái thông tin cơ bản về mình như họ, tên. Chị đang ở đâu? Dạ. Chị chủ động nhé chị nhé. Bắt đầu từ mình phải không? Dạ vâng, mời chị. Ok, xin chào ban tổ chức với chào mọi người. Mình tên đầy đủ là Nguyễn Thị Lý. Năm nay mình 34 tuổi. Thì hiện tại thì mình có một bé trai 6 tuổi. Và mình đang làm ở trong ngành ngân hàng. Dạ vâng, hiện tại chị Lý đang ở đâu nhỉ? Mình ở quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Chị đang làm ngân hàng, cụ thể công việc mình là làm gì? Mình làm về mảng quản trị rủi ro của ngân hàng Techcombank. Techcombank, dạ. Và con trai 6 tuổi, vậy là chị chia sẻ thêm về cái mối hôn nhân của mình nhé. Thì mình có chia tay cách đây khoảng tầm 4-5 năm rồi. Thì một mình nuôi bé. Rồi. Lý do về chia tay à chị? Lý do chia tay là do mình chọn nhầm người. Bởi vì đó là một người đàn ông rất là gia trưởng, vũ phu. Và là một người không có sống, không có đạo đức á. Cho nên là mình quá nên mình... về sống xong phát hiện để đọc tín hiệu nó không được ổn định cho lắm. Có nghĩa là hồi đấy là chị quen, chị tìm hiểu bao lâu thì là mình mới kết hôn, rồi về thì ở với nhau bao lâu mới phát hiện ra những cái tính này chị? Mình cũng tìm hiểu khoảng tầm đâu đó khoảng tầm 2 năm. Thì lúc thời gian yêu nhau thì nói chung là cũng không có cơ hội, với lại cũng không có bộc lộ nhiều cái điều đấy. Vì là lúc đó còn thời gian nó còn tươi đẹp mà. Với lại đa phần là mình chỉ gặp gỡ khi mà đi chơi cùng với nhau nè. Rồi mình nói chung là bên ngoài thôi. Cho nên là cũng không có biết được cái bản chất con người ta như vậy. Thế sau khi sống với nhau thì từ từ những cái tính của người ta ấy, mới lộ ra như vậy. Và cũng sống cũng khoảng 2-3 năm thì nói chung cũng cố gắng. Mình là phụ nữ mà, mình biết nếu mà chia tay thì người phụ nữ sẽ là người rất là khổ. Thế cho nên mình cũng cố gắng để hàn gắn, cũng cố gắng để cho người ta cơ hội để người ta sửa chữa ấy. Nhưng mà có thể cái bản tính con người ấy, không thể thay đổi được. Cho nên là sau khi rất nhiều lần cho cơ hội như vậy và rất nhiều lần mình đã chịu đựng như vậy thì mình đã quyết định là sẽ chia tay. Và hiện tại bây giờ ấy, thì do mình cũng không muốn để con nó thiếu thốn cái tình cảm của cha ấy. Với lại do công việc của mình cũng khá bận ý, cho nên là mình vẫn có mua nhà ở gần nhà bố nó để bố con nó có cơ hội gần gũi với bố. Với lại mình cũng nhờ cái việc là đón con buổi chiều ấy. Đấy, thì hiện tại bây giờ thì sống thì 4-5 năm nay rồi thì mỗi người một nhà. Nhà thì mình tự mua. Còn bố nó thì cũng không chu cấp bất cứ một cái khoản tiền nào cả, không chu cấp bất cứ một cái gì, chỉ phụ tiền học một chút thôi, còn lại thì một mình mẹ lo hết. Và bố đó thì cũng đã sống với người khác rồi. Hiện tại giờ con thì mình chỉ gửi vào buổi chiều lúc mà mình chưa đi làm về thôi, thì sẽ nhờ bố là đón con về rồi cho ăn uống tắm rửa, rồi mẹ đi làm về hoặc mẹ đi học về rồi mẹ sẽ đón về nhà mẹ ở. Thì hiện tại cuộc sống của mình là như vậy. Dạ rồi, vậy thì là trong 4-5 năm khi mà đã ly hôn rồi ấy, thì là chị có tìm hiểu ai khác không? Thực ra thì cái hôn nhân của mình, cái cuộc sống riêng tư của mình thì mình cũng rất là ngại chia sẻ ra bên ngoài ấy. Với bên ngoài thì mình luôn cho họ thấy rằng là mình đang có gia đình đầy đủ. Mình cũng không muốn chia sẻ bởi vì là thứ nhất là mình cũng không muốn mình bị ảnh hưởng nhiều ấy. Vì với thứ hai nữa là xã hội bây giờ dù có phát triển ấy, thì người ta vẫn có một cái nhìn gì đó nó không được thiện cảm lắm với những người phụ nữ mà đơn thân ấy. Thế cho nên đó lý do vì sao mà mình cũng không chia sẻ ra bên ngoài. Thành ra là kể cả trong văn phòng, công ty hoặc là với mối quan hệ bên ngoài thì gần như mọi người không biết là mình đã chia tay rồi. Thế nên là mình cũng, đó là cách mà để mình an toàn nhất, cũng không có người khác để ý các thứ thì mình sẽ toàn tâm cho công việc rồi nuôi con. Thì đương nhiên thì con người thì cũng cần có tình cảm, có sự chia sẻ. Thì mình cũng có, nói chung là cũng có bạn với người khác. Tuy nhiên thì nó cũng, nói chung là mình cũng chưa cảm thấy nó là một cái sự lựa chọn tốt ấy. Cho nên là cũng muốn là thông qua chương trình ấy thì là một cái cầu nối để có thể mình tìm được một người bạn đời mà thực sự là được chọn lựa một cách gọi là trước mắt là về mặt lý trí ít nhất, thì với những cái điều kiện căn bản nhất thì sau này mình cũng nếu có đi tiếp thì nó cũng đỡ rủi ro cho mình hơn, bởi vì là khi ta gãy cành một lần rồi á thì mình rất là thận trọng ấy. Dạ rồi, ok, thì giống như cái nghề nghiệp của chị ha, quản trị rủi ro. Rồi, nhưng mà rồi bây giờ là khi mà chị tham gia chương trình nè thì cái vấn đề mà trước đó 4-5 năm chị không muốn cho mọi người biết là mình đã từng ly hôn á, thì cái vấn đề bây giờ là cũng đã bình thường rồi đúng không? Mình vẫn có thể chia sẻ bình thường mà đúng không? Thực ra bình thường thì nó cũng chưa bình thường lắm, bởi vì mình cũng không muốn cái cuộc sống cá nhân của mình ý, để cho nhiều người khác biết, vì cái tính một phần là cái tính của mình, thứ hai nữa mình cũng không muốn như mình đã chia sẻ hồi nãy ấy, cũng không muốn để cho người ngoài họ có cái nhìn gọi là nó không thiện cảm. Nhưng mà khi chị tham gia chương trình thì chị cũng sẽ phải chia sẻ những cái cuộc hôn nhân mình đã từng trải qua, thì ý em hỏi là chị vẫn có thể chia sẻ được những cái về cái cuộc hôn nhân này đúng không ạ? Thực ra thì chia sẻ thì nó mình không ngại. Rồi nếu mà không ngại thì ok rồi, em chỉ hỏi vậy thôi ha. Thì còn chia sẻ thì chắc chắn mình sẽ phải chia sẻ rồi. Bây giờ là chị mong muốn tìm kiếm một cái người như thế nào để phù hợp ạ? Thực ra thì mình mong muốn tìm một cái người mà nó đối lập hoàn toàn với cái người chồng trước đây. Thứ nhất là tuyệt đối không gia trưởng, không vũ phu, và phải là con người có đạo đức. Bên cạnh đó thì những cái đó thì chắc đàn ông bây giờ nếu mà còn thì chắc mình nghĩ số ít thôi. Còn cái mà người mình cần đó là một người đàn ông mà có học thức, một người đàn ông có học thức, có kinh tế ổn định, một người mà sống có tình cảm, có trách nhiệm. Thì mình nghĩ đó những cái cơ bản để nó không vướng vào những cái thứ mà ví dụ như là một người vô tâm, một người mà không có biết chia sẻ, không biết yêu thương vợ con, cũng không biết yêu thương gia đình nội ngoại hai bên, và thậm chí là không biết yêu thương đứa con của mình ý. Đó là những điều kiện tiên quyết, còn những cái thứ đó thì những thứ sau này nữa thì chắc cũng phải để có thời gian tìm hiểu ấy. Đúng rồi, những cái mà chị chia sẻ, thì mình cũng cần phải có thời gian tìm hiểu á chị, chứ còn ví dụ như chương trình chỉ là xác định cho mình những cái tiêu chí về ngoại hình, về tuổi tác, về công việc đó, những cái đó thì chương trình có thể xác minh cho mình được. Còn ví dụ như cái chuyện mà họ có vũ phu, họ có đạo đức này kia các thứ hay không, thậm chí là khi kết hôn ở với nhau mấy năm thì là mình mới phát hiện ra điều đó mà. Còn bây giờ hỏi là người ta có vũ phu hay không thì đương nhiên người ta bảo không rồi, không ai nói là tôi vũ phu hết nha. Rồi cho em hỏi những cái thông tin mà có thể xác minh được liền về tuổi tác, về vùng miền của người này, và người ta cũng cùng hoàn cảnh với mình thì có được không ạ? Tức là về cái người đàn ông đó hả? Dạ đúng rồi chị, mình đang nói về cái người đàn ông đó. Tuổi tác thì chắc hơn mình khoảng tầm 5-6 tuổi đổ lại thôi. Rồi tiếp đi chị. Chị có yêu cầu gì về vùng miền gì vùng không? Miền thì mình không quan trọng vùng miền, miễn sao con người đó có đạo đức, sống qua trách nhiệm và có những cái điều kiện để mình nói là được. Rồi cùng hoàn cảnh đã từng lập gia đình có con thì vẫn được ha chị? Thực ra thì vẫn được, không vấn đề gì. Chị có yêu cầu gì về công việc không? Chị có không thích công việc gì không? Thực ra về công việc thì mình không thích lắm. Nếu cái người đó làm về lĩnh vực dạng như là văn nghệ sĩ kiểu mặt đó. Làm nếu về... không phù hợp với mình chứ không phải mình không thích. Rồi, không phù hợp với mình, tại mình sống khá là khép kín ấy. Cho nên rồi. Là rồi ok, cảm ơn chị Lý ha. Hôm nay chỉ là cái buổi cast đầu tiên thôi. Thì những cái tiêu chí mình đưa ra thì chương trình cũng đã note lại rồi. Nếu mà mình được chọn và có cái người phù hợp á, thì sẽ có biên tập trao đổi kỹ thêm về nội dung với chị ha. Dạ rồi, em cảm ơn chị Lý ạ. Rồi, chào các bạn nhé. Rồi, cảm ơn các bạn.